so với canh tác nông nghiệp. Cái màng nó bị phủ bụi bẩn lên thì mình chỉ cần dùng cái quả lô mình lô nước bình thường đi là nó sẽ trở lại bình thường. Còn với cái lưới bảo vệ xung quanh thì chỉ cần cái máy xịt rửa xe máy ấy, mình đi mình xịt một lần là nó hết cái bụi bẩn đi là nó lại trở lại bình thường thôi. Khâu mà quan trọng nhất là khâu ban đầu mình xử lý giá thể. Mình xử lý giá thể tốt, không có dịch bệnh, không có nấm, không có các con côn trùng. Thì cái vụ mình trồng vụ tới, các cái cây giống của mình xuống nó đảm bảo 100% là không bị sâu bệnh và cây nó sẽ khỏe. Bên cạnh việc xử lý mầm bệnh trên giá thể bằng các chế phẩm vi sinh, ông Hồng cũng tiến hành thì những cái bẫy đấy là nó cái màu sắc nó rất bắt mắt với các cái con côn trùng thì đều con nào vào đấy là đều dính vào cái bẫy hết nên là nó rất hiệu quả. Cái hoa ở xung quanh cái nhà lưới này ở bên ngoài trời này chúng tôi trồng ví dụ như là các loại hoa hồng, hoa giấy hoặc những cái cây hoa nó bắt mắt để cho các con côn trùng nó vào nó ngay từ ban đầu nó sẽ ở bên ngoài chứ nó không vào được trong nhà lưới nữa vì nó vào đấy là nó đã có cái để nó ấy rồi nó hút rồi nên là chúng tôi thích trồng những cái hoa ở bên ngoài là bắt mắt. Ví dụ chọn những cái hoa nào như cây hoa giấy, nó màu sắc nó rất rực rỡ và nó có ra được gần như là quanh năm. Hoặc là cái cây mai Nhật kia, cũng như là cây hoa hồng chúng tôi trồng thì nó rất đẹp, vừa đẹp mà lại vừa thu hút được những